Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục vận chuyển một cái hành trình mới, một cái hành trình với một chiếc xe đầu kéo màu vàng rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay giao xe và chúng ta sẽ nhận cái công hàng này nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho xe lên dây luôn anh em, dây ngay tại đây luôn nha. Đó, dây lại luôn. Chúng ta sẽ cho dây chỗ này luôn. Luôn. Ok. Em thấy ngầu chưa? Ngầu chưa? Ngầu chưa? Ok, chúng ta đã vào rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nha. Một chiếc xe đầu màu vàng kéo hôm nay chúng ta sẽ chở một cái thùng dầu, dầu hay là ga gì đó, nói chung là loại gì. Thì chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ đi ở một cái hành trình là shop, chúng ta sẽ đi lộ trình khá là dài nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ra cổng nè. Từ chúng ta làm đâu? Ok, cổng là mình đi phải nè. Ủa hết cỡ rồi. Được rồi, chúng ta sẽ về lại xíu. Continue straight. Đây chúng ta lái một chiếc xe màu vàng rất là đẹp luôn và hành trình chúng ta thì sẽ khá là thú vị luôn. Sẽ cài được độ maximum là như ở video trước chúng chạy nha. Thời tiết hôm nay khá là đẹp, khá là thuận lợi cho chúng ta đi chuyến hàng này. Xin hành động mình chạy nha. Đây là đi nghiêm túc nha, thành viên nghiêm túc, không có chạy loạn trọn như những video trước nữa. Mình sẽ cố gắng mình đi cho nó đúng luật, đừng chờ đợi một chút xíu nè, không có gì hết. Trước khi đi bằng cái đường đèn đỏ lên xanh hoài thì mình cũng đưa ra một cái hình ảnh đẹp lắm, cho nên mình sẽ đó, đèn xanh bật rồi chúng ta đi thôi. Mình hay sử dụng cái phím ga thẳng tắp. Continue straight. Chúng ta có thể nhìn cái đèn bên kia. Nếu mà cái đèn đỏ bên kia nó đỏ, cái đèn đối diện bên kia nó đỏ thì tức là chúng ta sẽ được đi. Hoặc là chúng ta có thể dè xe làm chút xíu. Kim đã đỏ, cũng sẽ đi thành như thế nào đó. Tăng tốc rất là nhanh luôn em, mình cài ở cái trong mức hộp số này thì nó lên rất là nhanh luôn. Đó. Chạy ở tốc độ cao đó anh em, nó không có cho mình xử lý kịp, bởi vậy nó cứ tỏ ra cái trường hợp mà mấy cái xe đầu kéo, xe tải rồi hay văng cái con lươn nọ thì nó cũng cho thấy là nhiều khi chạy tốc độ chân nhanh mà tài xế mà cũng gặp một cái là không xử lý kịp và hậu quả là sẽ phóng lên cái lan can đường và exit right. Sẽ đi ra khỏi cái đường giống như trường hợp này, nhưng mà không khéo thì nó sẽ bay qua đường kia. Mình đã làm khá là nhiều cái video về trường hợp bay qua cái con trắng rồi, hàng rào trắng rồi, cho nên là rồi lên đây thì có thể tăng tốc này nè. Mình đang sử dụng 120 km, tăng tốc rất là nhanh. Anh em xem video đừng quên đăng ký kênh, nhấn nút chuông và đừng quên là like video, chia sẻ video mạnh giúp mình nha. Anh em nào chưa nhấn chuông thì anh em nhớ là nhấn cái chuông để nhận thông báo những video mới của mình. Đó,
xử lý ở tốc độ cao anh em, 120 km/h mà ông cua làm thường thường là nó không hết, cho nên là mình phải hãm phanh lại thì nó sẽ giảm cái gia tốc, và lúc đó chúng ta sẽ bò sát được cua. Nếu mà không thì anh em sẽ khó mà ông cua được. Từ khi là anh em bò sát cái mép, giống như trường hợp này là mình bò sát mép luôn nè, cua ngay từ đầu này. Xử lý lắm, giờ sẽ xem là nó sẽ xử lý chỗ này như nào nha. Ủa, hết tóc luôn, đúng rồi. Ủa, đó, nhìn thấy không? Trong kia có một cái con bò. Ủa, né xe tải này, đó. Né qua. Ủa này, nó bò chỗ này nè, bò chỗ này nó kịp rồi nha. Bò. Bò ngay từ đầu luôn, nhìn thấy không? Thì cực kỳ nhanh luôn. Wow. Xe cảnh sát phía trước kia anh em, chọn tẹt lửa kia quá. Đó, mình chọn góc quay nó như thế này để nó nhìn nó hấp dẫn anh em. Rồi, xe chúng ta đi vào cái trạm cân anh em. Mình coi cái xe nó chạy nha. Đó, từ từ nha. Ta sẽ né trạm cân coi. Né trạm cân nha. Vô đây cho xe nó nghỉ nha anh em. Cho xe vô chỗ công an này nghỉ xíu đã. Rồi mình sẽ tiếp tục hành trình nha. Cố lên, tiếp tục lên. Nó phần lại chứ là đó này bị hãm lại chiếu rồi, tự ghe lại chiếu rồi đó. Đó. Rồi, tạm thời cho nó nghỉ đó anh em. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video vào lúc này nha. Thì hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo. Hôm nay thì nó sẽ cho mình cho nó dừng lại đây thôi. Và bye anh em. Lần xíu nữa. Rồi, bye anh em nha.